Tình hình của quân đội Ukraine trên mặt trận trung tâm Donbass đang mất kiểm soát. 200.000 quân Nga chuẩn bị tấn công hướng Zaporizhia. Tướng Syrsky đang mất hiệu lực chỉ huy với cấp dưới. Theo tờ Bild của Đức, chỉ trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được 8 khu dân cư gồm Bogoyalenka, Katerinovka, Aleksandropol, Gorniak, Selidovo, Sakhachkoye, Vishnevoye và Imailovka. Tất cả những vị trí này đều ở mặt trận Donbass. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụm quân trung tâm đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Izmailovka ở Donetsk. Ngoài ra, truyền thông Nga cũng công bố đoạn video cho thấy quân Ukraine rút lui tập thể khỏi các vị trí ở Imailovka, cố gắng thoát khỏi ngôi làng ngay bên kia cánh đồng trống trải giữa cơn mưa đạn từ pháo binh Nga. Theo truyền thông Nga, việc quân Ukraine rút khỏi Imailovka vô tổ chức như hành động của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 sử dụng khi trốn thoát khỏi pháo đài Ureda, họ cũng bị pháo binh Nga pháo kích dữ dội và chịu tổn thất nặng nề. Kênh Resident của Ukraine dẫn tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, tướng Syrsky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, đang mất kiểm soát tình hình ở tiền tuyến phía đông Ukraine và tỉnh Kursk của Nga. Bởi nhiều chỉ huy chiến trường ở đây đã phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên và quyết định tự mình rút quân khỏi vị trí để bảo toàn lực lượng. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ Bộ Tổng tham mưu, những binh sĩ Ukraine cuối cùng đã sơ tán khỏi Selidovo và không có giao tranh thực sự nào xảy ra trong thành phố. Tinh thần của quân đội đang cực kỳ thấp. Kiev mất quyền kiểm soát tình hình vì các chỉ huy chiến trường đang tự đưa ra quyết định rút lui khỏi vị trí của mình, kênh Resident viết. Theo thông tin của trang web Top War của Nga, cụm quân trung tâm của Nga đang dọn dẹp tàn dư của quân đội Ukraine tại Selidovo. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 10 chính thức xác nhận việc kiểm soát hoàn toàn Selidovo, thành phố mà quân đội Ukraine dự định giữ ít nhất trong một tháng, đã đầu hàng 4 ngày sau khi chính thức bị tấn công.